Tổng Bí thư Tô Lâm có quyền uy bao trùm trong đảng như đồn đoán hay không? Tại hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 16 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc được bầu vào Ban Bí thư. Tại sao Bộ trưởng Lương Tam Quang mới chỉ hơn 3 năm làm ủy viên Trung ương Đảng, chưa đủ một nhiệm kỳ, chưa đủ điều kiện để tham gia Bộ Chính trị theo quy định 214, nhưng vẫn trở thành ủy viên Bộ Chính trị? Tương tự ông Quang, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc cũng như vậy. Công luận đặt ra câu hỏi là tại sao cả hai nhân vật Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, những đệ tử thân tín và là đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm, lại có đặc quyền ghê gớm đến như thế? Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng điều này thể hiện sức mạnh quyền lực vô đối của ông Tô Lâm và phe cánh. Vũ khí lợi hại nhất của Bộ Công an là hệ thống hồ sơ nhúng chàm của tất cả các quan chức cấp cao từ trung ương tới địa phương. Đó là lý do chỉ trong một thời gian rất ngắn, hàng loạt các ủy viên Bộ Chính trị bị cho thôi chức hoặc miễn nhiệm, bao gồm Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và Đinh Tiến Dũng. Nếu chiếu theo tiêu chuẩn quy định số 105 về công tác nhân sự vào ngày 19 tháng 12 năm 2017, Bộ Chính trị có quyền phân công công tác cũng như chỉ định cán bộ lãnh đạo do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo đánh giá của giới quan sát, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận được sự ủng hộ rất thấp từ tập thể lãnh đạo cấp cao của Đảng. Với quyết tâm tập trung dân chủ, nghị quyết của tập thể lãnh đạo mọi cấp đều thuộc về tỷ lệ biểu quyết của số đông. Khả năng Tô Lâm hoàn toàn dắt mũi được Bộ Chính trị và Ban Bí thư là rất khó. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, có một bộ phận lãnh đạo cấp cao chiếm đa số trong Đảng vẫn đang nỗ lực tập hợp lực lượng để chống lại ý muốn thâu tóm và độc chiếm quyền lực của Tô Lâm. Ông Lương Cường và ông Trần Cẩm Tú vẫn thăng tiến, trái với những đồn đoán cho rằng hai nhân vật này sẽ bị trảm đầu tiên sau khi ông Tô Lâm liên lạc cầm quyền. Việc cho rằng Tô Lâm có quyền lực vô đối, thừa khả năng tự tung tự tác tới mức muốn làm gì thì làm có vẻ như là điều không có thật. Việc Bộ Chính trị quyết định đưa ông Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị và Nguyễn Duy Ngọc tham gia Ban Bí thư là không đúng theo quy định về công tác nhân sự của Đảng. Cụ thể là quy định số 214, theo đó nhân sự phải đáp ứng yêu cầu là ủy viên Trung ương Đảng chọn một nhiệm kỳ trở lên, đã kinh qua một trong các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh hoặc tương đương. Tiêu chuẩn và kể trên gọi là tiêu chuẩn cứng, bắt buộc phải hội đủ và không có trường hợp ngoại lệ mà được gọi là trường hợp đặc biệt. Nó chỉ áp dụng cho các vị trí cao hơn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Việc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời đã đưa ra nhiều quyết định nhân sự theo lối đẽo chân cho vừa dày, như là câu chuyện trường hợp đặc biệt của quy định 214 là một ví dụ. Cái gọi là trường hợp đặc biệt đã giúp cho ông Trọng trở thành Tổng Bí thư liên tiếp tới 3 nhiệm kỳ. Đây là sự lạm dụng quyền lực một cách tùy tiện, khó có thể chấp nhận cho được. Tô Lâm và phe cánh đã thành công trong trường hợp của Bộ trưởng Lương Tam Quang, cũng như Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, cũng do may mắn thừa hưởng sự tùy tiện của người tiền nhiệm trước đây đã làm. Có lẽ quyền lực bao trùm trong Đảng của ông Tô Lâm cũng không phải là vô hạn như đồn đoán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm có quyền uy bao trùm trong Đảng như đồn đoán hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng? Chỉ còn vỏn vẹn có 16 tháng nữa là tới Đại hội Đảng lần thứ 14, khai mạc vào đầu năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang nỗ lực chạy đua với thời gian để củng cố thế lực cũng như phe cánh của mình. Trên cương vị Tổng Bí thư kiêm trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ông Tô Lâm đã quyết liệt chỉ đạo làm rõ các vụ án cần phải xử lý dứt điểm, mà không nói người ta cũng biết nhắm vào ai, phe cánh nào. Ban đầu, bao gồm các vụ dự án như đại án IC liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vụ án xuyên Việt Uê, các vụ án liên quan đến các nhóm lợi ích sân sau như tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát và siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh tại Lâm Đồng, ở tỉnh Lâm Đồng.
hầu hết các vụ án này đã khiến cho hàng loạt các quan chức, lãnh đạo cấp cao và ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, trong đó đã có các tứ trụ và thành viên đã bị bãi chức. Chỉ hơn 3 năm của nhiệm kỳ khóa 13, đã có 20 trung ương, trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị mất chức. Kết quả vừa kể trên đã khiến cho vai trò của ông Tô Lâm trên chính trường Việt Nam ngày càng tỏ rõ và nổi bật hơn. Chưa hết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 15 tháng 8 năm 2024, tại cuộc gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã cho biết, dự kiến tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2024 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Đảng cũng như nhà nước và Quốc hội. Trước đó vào ngày 12 tháng 8 năm 2024, truyền thông quốc tế cũng đưa tin nhiều quan chức Việt Nam và nước ngoài cho biết ông Tô Lâm có thể sẽ thôi giữ chức Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội thường niên sẽ tái họp vào tháng 10 sắp tới. Được biết, kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10, diễn ra 2 đợt họp và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 30 tháng 11 năm 2024. Đây là cuộc sắp xếp và cải tổ nhân sự lớn đầu tiên sau khi ông Tô Lâm giữ đồng thời hai chức vụ đứng đầu Đảng và Nhà nước. Giới quan sát quốc tế đánh giá cho rằng ông Tô Lâm hiện đang là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Đồng thời, bộ máy lãnh đạo cũng như các nhân sự lãnh đạo cấp cao nhất tại Đại hội Đảng 14 diễn ra vào tháng 1 năm 2026 cũng phụ thuộc vào vai trò của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 8 năm 2024 đã xuất hiện các thông tin cho biết liên quan đến hội nghị Trung ương bất thường sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng 8 để giải quyết vấn đề nhân sự cấp bách và theo dự đoán sẽ có những biến động nhân sự cấp cao trong Đảng. Tới chiều ngày 16 tháng 8, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin, theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13. Như vậy, sau khi bầu bổ sung ông Lương Tam Quang đến nay, Bộ Chính trị khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam có 15 ủy viên. Được biết, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã được Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 7 phê duyệt bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 6 năm 2024 để thay thế cho cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người trước đó đã được bầu làm Chủ tịch nước. Ông Lương Tam Quang cũng là người đồng hương Hưng Yên với ông Tô Lâm hiện nay. Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương cũng bầu bổ sung các thành viên Ban bí thư bao gồm ông Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương, ông Trịnh Văn Quyết, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng và ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo giới quan sát và phân tích chính trị Việt Nam đã thống nhất đánh giá việc ông Lương Tam Quang vào thời điểm đó chưa là ủy viên Bộ Chính trị mà trở thành Bộ trưởng Bộ Công an là điều chưa từng có từ năm 1975 cho đến nay. Hơn thế nữa, có lẽ ông Lương Tam Quang là một ủy viên Trung ương Đảng mới chỉ có hơn 3 năm là chưa chọn một nhiệm kỳ đã trở thành ủy viên Bộ Chính trị cũng là điều vô tiền khoáng hậu. Như vậy, phía sau ông chắc chắn phải có một thế lực rất lớn đỡ đầu và người ta cho rằng đó là ông Tô Lâm. Công luận đánh giá việc ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được bầu bổ sung vào Ban Bí thư được cho là sẽ thay thế cho Chánh Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình với mục đích để giải quyết dứt điểm hàng loạt vụ án oan sai, trong đó có vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ, cho đến nay vẫn cho rằng ông Tô Lâm sẽ thôi chức Chủ tịch nước và chỉ giữ duy nhất chức Tổng Bí thư. Nguồn tin cũng cho biết Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư sẽ giữ chức Chủ tịch nước và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú sẽ giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Theo giới phân tích, việc ông Lương Cường và Trần Cẩm Tú vẫn thăng tiến như đồn đoán cho thấy sự suy yếu quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Tô Lâm vẫn chưa thực sự làm chủ tình thế trong lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.